Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas sẽ không có hiệu lực trước ngày 24 tháng 11, tức trễ hơn một ngày so với thông báo ban đầu. Cố vấn an ninh quốc gia Israel công bố thông tin trên vào cuối ngày 22 tháng 11 theo giờ địa phương, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Truyền thông Israel tiết lộ lý do dẫn đến sự trì hoãn nói trên là do cả Hamas và Qatar chưa ký thỏa thuận. Qatar, quốc gia đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực trung gian đàm phán với Hamas, sau đó cũng xác nhận diễn biến mới này. Thông tin ban đầu cho biết thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 15 giờ ngày 23 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Theo chi tiết thỏa thuận được công bố, Israel và Hamas đồng ý về lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày. Việc phóng thích các con tin đang bị Hamas cầm giữ và người Palestine bị giam giữ ở Israel. Cụ thể, Hamas sẽ thả 50 con tin bị họ bắt giữ trong cuộc tấn công hôm 7 tháng 10. Đổi lại, Israel sẽ ngừng bắn 4 ngày trong chiến dịch quân sự tại dải Gaza, cũng như thả khoảng 150 người Palestine khỏi các nhà tù ở nước này. Cả hai bên sẽ phóng thích phụ nữ và trẻ em trước tiên. Lệnh ngừng bắn có thể kéo dài nếu nhiều con tin được thả hơn. Theo Israel, cứ 10 con tin được thả sẽ có thêm 1 ngày ngừng bắn. Một nguồn tin Palestine cho biết có thể có đến 100 con tin được thả tự do trong đợt phóng thích thứ hai trong tháng này. Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, thỏa thuận có điều khoản cho phép đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế gặp các con tin đang bị cầm giữ. Bộ Tư pháp Israel đã công bố danh sách 300 tù nhân có thể được trả tự do theo thỏa thuận. Phần lớn họ là thanh thiếu niên bị giam giữ vì hành vi ném đá hoặc phạm tội nhẹ. Trong khi đó, Qatar cho biết thỏa thuận sẽ cho phép một lượng lớn đoàn xe chở hàng cứu trợ vào dải Gaza, trong đó có nhiên liệu. Thỏa thuận trên làm dấy lên hy vọng cuộc xung đột sẽ dần xuống thang sau khi gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza và dẫn đến nỗi lo về nguy cơ bạo lực lan rộng ở khắp Trung Đông. Ông Adel Abdel Gaffar, chuyên gia tại Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu Qatar, nhận định với đài Al Jazeera rằng điều quan trọng là thỏa thuận ngừng bắn được thực thi vì bước đi này còn giúp xây dựng lòng tin giữa hai bên. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sau khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn, chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi Israel đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó có phá hủy năng lực quân sự của Hamas và giải cứu toàn bộ con tin đang bị cầm giữ tại dải Gaza. Nhà lãnh đạo Israel cho biết thêm đã chuyển thông điệp trên đến Tổng thống Mỹ Joe Biden khi hai ông điện đàm. Cơ quan y tế tại dải Gaza hôm 23 tháng 11 cho biết họ đã nối lại việc thống kê con số thương vong của cuộc xung đột, ghi nhận hơn 13.000 người thiệt mạng. Con số này đã không được cập nhật từ ngày 11 tháng 11 do thông tin liên lạc bị đình trệ ở miền bắc dải Gaza. Ngoài ra, xung đột khiến 3/4 dân số tại dải Gaza, khoảng 2,3 triệu người, phải rời bỏ nhà cửa. Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 1 triệu người đang trú ẩn tại 156 cơ sở của họ ở vùng đất này.